gì phải nói nhiều, lời khi ta có thể tự tay hành động. Vì ta muốn làm nhưng mấy có ai hiểu và bằng lòng. Cho ta lựa chọn lại khi tương lai vặt ra bằng không. Nên người đời không biết nhìn vào hay nói ta là thằng ngông. Vì như thế lực chống đối, muốn kéo ta vào bóng tối. Đường về giờ không lối, khi dùng ở đây dòng tố. Còn danh bạ không xấu là từ cái lúc rắc rối xông vô. Sự bình yên bị đánh tan đi khi sống vô. Ta cần gì đâu feel up và tâm hồn đang trống chỗ khốn khổ. I ain't gonna sit here and just watch it all go by. Can't you see my soul on fire? Please believe me where I'm going, I would never lie. Why would I am so damn tired? So tired, so tired. I just wanna free my life. So tired, so tired. I got so much more inside. Không biết người khác nghĩ gì, dù thật hay điên rồ phi lý. Sống cho bản thân ngày nay khó khăn cũng cần phải có can đảm chi khí. Còn gì chi mà luyến tí, chờ đợi gì lời khuyến khích. Tự tay giành lấy chiến tích phiêu lưu khắp nơi không quên xuyên. Vì một con đường khác lạ, không gì thể bắt kịp ta. Tự bản thân mình mới có khả năng tự phát kiệt ta. Thách thức lần này đối mặt phải tự nhủ kỳ này chắc làm thiệt nha. Nuôi dưỡng tâm hồn thật tỉnh không còn nóng nảy đầy sự vị tha. Không đâu là chỗ nghỉ chân cuối cùng, cho thơm nhạc người ta nói khùng. Vì nó vẫn sẽ được lan rộng muôn nơi chứ không còn đông thùng. Suy nghĩ nhiều chi mong lung, cứ đưa hồn xa không chung. Ta sẽ là mọi thứ để cảm xúc được truyền tải cao hơn chứ không chứ chứ so không. So tired, so tired. I just wanna free my life. So tired, so tired. I got so much more inside. Blue world awake cause I felt all alone. Earning respect was like selling my soul. Turn it around but there's nowhere to go. Do it myself cause I got other ghosts. Hating on me when you're still in a box. Handle risky when you don't have a lock. I'll set you free if you know how to knock. Flying on, I can just see I'm a hawk. Được là, all the one was stopping hung. Là thế tao luôn drum. Khi trên tay tao luôn luôn có gọi để đông. Mọi thứ xung quanh có phức đập tất cả nông. Bây giờ chúng ta ngoài những hình xăm. Trải qua quá nhiều để tĩnh tâm. Rồi cũng từ từ mày sẽ hiểu được hết.